Con tôm là mặt hàng mũi nhọn của ngành thủy sản Sóc Trăng. Đây cũng là ngành hàng xuất khẩu hàng hóa chịu nhiều áp lực bởi sự cạnh tranh gắt gao từ nhiều nước trên thế giới. Cũng chính vì vậy mà liên kết chuỗi trong nuôi tôm được xem là yếu tố then chốt để ngành hàng này đảm bảo được sự phát triển đồng bộ, cả từ khâu nuôi, chế biến cho đến xuất khẩu. Thời gian qua, tăng cường kết nối giữa người nuôi tôm và doanh nghiệp thu mua chế biến là nhiệm vụ quan trọng được ngành nông nghiệp Sóc Trăng rất chú trọng. Tuy vậy, việc thúc đẩy mạnh hơn chuỗi liên kết này cần sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Hợp tác xã Nông Ngư 14 tháng 10 ở ấp Hòa Nhờ A, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên là một trong những mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Tất cả bắt nguồn từ sự thay đổi nhận thức của các thành viên. Từ kiểu sản xuất manh mún nhỏ lẻ, nhiều hộ nuôi tôm trong vùng đã mạnh dạn liên kết cùng nhau trong việc đồng nhất quy trình thả nuôi tôm theo hình thức lót bạc đáy, nuôi tôm theo chuẩn Việt Gáp ASC. Không chỉ có sự tăng trưởng vượt trội về sản lượng, lượng tôm thu hoạch tại hợp tác xã cũng được doanh nghiệp liên kết thu mua với mức giá cao hơn so với thị trường. Tức là ở năm 2012 thì chúng tôi năm chỉ có dưới khoảng 13-14 tấn gì đó thôi. Nhưng mà đến năm 2021 thì chúng tôi được hơn 160 tấn. Từ cái tôm của mình là mình liên kết thì mình bán cho công ty Tài Kim Anh. Thì cái giá tôm của Tài Kim Anh mua của công ty mua của hợp tác xã mình, tôm không kháng sinh á, thì được tăng thêm 4.900 đồng. Sản lượng tôm hàng năm tại tỉnh Sóc Trăng hiện đã vượt trên 180.000 tấn. Con số này đáp ứng từ 90 đến 100% nhu cầu tôm nguyên liệu, phục vụ nhu cầu chế biến xuất khẩu của các nhà máy thu mua, chế biến tôm trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, song song với việc khuyến khích hộ nuôi thực hành tiêu chuẩn sản xuất tôm sạch, ngành nông nghiệp Sóc Trăng đã phối hợp với trung tâm ICAFIS, WWF cũng như các đơn vị chuyên môn khác, kết nối thành công giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với các nhà cung ứng vật tư đầu vào cũng như đầu ra. Chữ tín trong sản xuất được nâng cao nên người nuôi có ý thức hơn trong xu hướng nuôi tôm sạch, nuôi tôm an toàn. Như vậy, doanh nghiệp cũng có được nguồn nguyên liệu đầu vào đáng tin cậy, phục vụ cho nhu cầu chế biến giữ vững uy tín đối với đối tác lớn cả trong và ngoài nước. Vấn đề nuôi tôm của bà con hiện nay đó thì đã có một cái sự chuyển biến về chất. Bà con mình đã chuyển qua nuôi với cái hình thức là công nghệ cao. Từ đó nó góp phần được là tăng được cái sản lượng cũng như về chất lượng các cái sản phẩm, tạo cho chúng ta được cái những cái sản phẩm có được cái chất lượng ổn định và được khách hàng đánh giá rất là cao. Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện liên kết cung ứng vật tư đầu vào cho 7 hợp tác xã, tổ hợp tác với diện tích 302 hectare, liên kết giữa nhà máy thu mua chế biến tôm nguyên liệu với 13 hợp tác xã, tổ hợp tác với diện tích 517 hectare. Ngoài ra đã thúc đẩy ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho các công ty thu mua tại tỉnh với giá cao hơn so với thị trường. Đối với 4 hợp tác xã nuôi tôm theo chuẩn ASC với diện tích gần 200 hectare. Có thể thấy liên kết chuỗi từ đầu vào đến đầu ra là xu hướng tất yếu để phát triển ngành tôm Sóc Trăng tương xứng với tiềm năng thế mạnh sẵn có. Tuy vậy, giải pháp quan trọng để duy trì và phát huy tốt chuỗi liên kết ngành hàng đối với con tôm nước lợ cần sự phối hợp hài hòa giữa cả người nuôi và doanh nghiệp trên tinh thần cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro nếu có. Đối với người nuôi thì chúng ta phải thực sự quyết tâm tham gia các cái tổ hợp tác xã. Và chúng ta phải chung sức và chúng ta có kế hoạch sản xuất cũng như làm ăn sao cho một cách hiệu quả hơn, là chúng ta phải thực sự là hoạt động có kết nối về tài chính, có kết nối về khoa học kỹ thuật trong các thành viên với nhau để chúng ta mới tạo ra được một cái kế hoạch sản xuất chung và chúng ta có cái tạo ra được cái khối lượng hàng hóa sản phẩm chúng ta mới đáp ứng được cho các cái thu gom cũng như kết nối với doanh nghiệp. Còn riêng đối với nhà máy chế biến thì chúng tôi có cái kiến nghị là ngoài cái chủ động xây dựng cái vùng nguyên liệu của chính công ty thì chúng ta cũng nên là tăng cường cái hợp đồng liên danh liên kết với các cái vùng nuôi của các trang trại, của các cái tổ hợp tác xã để chúng ta vừa tạo được một cái uy tín hình ảnh chung cho cái ngành tôm của Sóc Trăng cũng như là cái tình hình phát triển cái chất lượng thương hiệu ngành tôm của Việt Nam nói chung. Còn về phía chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng là tạo điều kiện củng cố thành lập các cái tổ hợp tác xã để cho người dân chúng ta hoạt động theo đúng luật. Và cái thứ hai nữa
thì chúng tôi sẽ tham mưu cho ngành để mà chúng ta có cái đầu tư cơ sở hạ tầng như điện, thủy lợi, giao thông và logistics cho các cái vùng để chúng ta phát triển cho nó phù hợp với mỗi vùng trên cái đặc thù của chúng ta. Nhỏ lẻ nhưng không manh mún, phát triển từ liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp và các hợp tác xã, tổ hợp tác để từng bước hình thành liên kết vùng. Tất cả là những giải pháp quan trọng sẽ được ngành nông nghiệp Sóc Trăng hướng đến nhằm giúp cho ngành tôm tỉnh nhà giữ vững vị trí top đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Quan trọng là giúp cho người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh giảm được giá thành sản xuất và kiểm soát được chất lượng đầu vào, đảm bảo đầu ra ổn định trước những biến động của tình hình dịch bệnh và nhu cầu của thị trường.